Shop Lâm Ông lại xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác và anh em có chung cái niềm đam mê sở thích luồng mật trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì rất vui do cơ sở bên em được cảm ơn bác Ngân ở Khánh Hòa. Bác đã đặt ở bên cơ sở bên em ủng hộ cơ sở là 10 thùng nuôi, 50 chiếc cầu căng dây kẽm sẵn và 50 chân tầng. Thì trước khi đóng hàng thì em có quay lại một video. Thứ nhất là nói lời cảm ơn tới bác. Và tiếp nữa là em tiện em quay một video giới thiệu tới bác về chiếc thùng nuôi ong bằng gỗ gạo cũng như là những chiếc cầu ong nội tiêu chuẩn đấy mà cơ sở bên em đang phục vụ các bác trên 63 tỉnh thành toàn cả nước Việt Nam các bác nhé. Thì trước tiên là cái lô gỗ nhà em ở trên video ấy, lần trước em có đăng ấy, là gỗ nhà em nhập từ trên rừng về là gỗ gạo rất là nhiều gỗ. Thế sau đó thì qua quá trình xẻ ván cho ngao ngâm, thời gian ngâm là từ 4 đến 6 tháng để bảo đảm các bác là loại bỏ hoàn toàn cái tình trạng mối mọt. Đấy, sau đó thì đem lên để phơi khô kiệt đấy, rồi mới đưa vào xưởng để đóng thùng. Thì như trên màn hình các bác thấy ở đây là những cái thùng ong thành phẩm này. Tiêu chuẩn xẻ ván ấy là 2 phân. Qua quá trình bào gọt đánh bóng đi thì độ dày của ván nó vẫn còn độ 1 phân 7 đến 1 phân 8 các bác nhé. Đấy, thông báo các bác luôn. Và đóng thì thợ bên em đóng luôn là đóng thủ công này các bác này, đóng thủ công bằng đinh tay đấy, nó tăng cái độ mút gỗ lên thì thùng ong nó rất là chắc chắn và bền cho các bác qua thời gian 5 tháng các bác sử dụng. Và mỗi một cái thùng đi theo là được tặng kèm một cái vách ngăn các bác nhé, thì tiền nào của lấy thôi. Thùng nhà em là ván liền thì dĩ nhiên nó sẽ đắt hơn là cái thùng ván ghép. Các bác đến tại nhà lấy thì nó có giá là 160.000 trên một thùng đấy, còn gửi đi cho các bác thì phải cộng thêm tiền cước. Và trong một cái đơn hàng đấy, các bác đặt ví dụ như bác Ngân này đặt 10 thùng nuôi, bác lấy thêm là những cái chiếc cầu này, 50 chiếc cầu căng sẵn, thì nhà em để cái cầu này vào trong thùng thì thùng nó sẽ chịu cước để đỡ mất cái tiền cước của những vật tư khác bên trong thùng các bác nhé. Đấy, cùng một đơn hàng các bác lấy thêm các sản phẩm khác để đỡ tiền cước đi. Và ở bên trong thùng là rộng 26, đáy thì đáy cao 27 và dài 42, tiêu chuẩn để các bác nuôi con ong nội địa Việt Nam các bác nhé. Ở phía sau này thì có phần cửa sổ này. Phía sau này có phần cửa sổ để giúp các bác là nếu mà các bác về mùa hè thì các bác mở cái cửa sổ ấy ra cho con ong nó thoáng. Thế còn các bác mà mùa đông thì các bác đóng nó vào cho nó ấm cái đàn ong. Hoặc là các bác di chuyển đàn ong á, mở cái cửa sổ đằng sau này ra để cho nó thoáng, con ong nó sẽ đỡ bị ngạt, đỡ bị chết các bác nhé. Và về cái phần cửa thùng này. Và cái phần cửa thùng thì nhà em vẫn thiết kế cửa là có thể tháo rời này. Các bác khi di chuyển đàn ong ấy thì các bác chỉ cần quay ngược cái cửa thùng này xuống này. Đấy, các bác đi di chuyển ong sẽ không ra được nữa nhé. Đấy, đây là cái mẹo mà cũng là cái cải tiến nhà em vẫn thiết kế đóng thùng để phục vụ các bác này. Và khi mà nhận thùng về ấy, thì các bác phải bẻ cái cửa này ra nhé. Các bác lấy cái kìm nhà em sẽ dẫn như thế này, ba cái rãnh này, và các bác phải bẻ thì con ong nó mới đi làm được, không như này chật ong sẽ không chui ra, không chui vào được nhé. Đó, thùng rất là vuông vắn chắc chắn như thế này. Và riêng về cái phần đáy thì thùng ván liền hay thùng ván ghép thì nó đều được thiết kế là ván ghép các bác nhé, để cho nó thứ nhất là nó sẽ không bị lứt cái thùng. Đấy, không bị lứt cái thùng. Và hai nữa thì cái nó sẽ không bị đọng nước ở bên trong. Đó, nó thông thoáng các bác ạ. Và các bác nào mà có nhu cầu cần về chiếc thùng nuôi ong gỗ gạo này thì các bác liên hệ ủng hộ bên em cả chân tầng và những chiếc cầu ong nội phấn hoa bột đậu kim di trùng tấm chắn chúa, thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu, vân vân, bên em đều cung cấp phục vụ các bác đầy đủ nhé. Phục vụ các bác từ quy mô hộ gia đình đến hộ trang trại, nhà em đều phục vụ được hết. Các bác nào ở gần Tân Yên, Bắc Giang thì các bác đến trực tiếp bên cơ sở bên em xem hàng, mua hàng trực tiếp. Thế còn các bác nào ở xa thì các bác liên hệ theo số máy em để trên phần tiêu đề, phần mô tả. Số điện thoại đó thì luôn có nhân viên trực điện thoại, các bác chỉ cần điện đến thì bên em sẽ chốt đơn và đóng hàng, gửi hàng sớm nhất cho các bác nhé. Các bác đừng quên là nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông để nhận thông báo mới nhất về các video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh. Cảm ơn các bác ạ.